Xe này bây giờ rượu đi là nó cũng nhẹ lắm mà. Sáng sớm tốt ngày mọi người nhé. Đại lý em đang xuất xưởng 3 xe điện của một lúc đấy ạ. Đây là xe đạp điện ạ. Tổng phí khoa là 3 mấy triệu. Vâng. Đây là xe điện IAD mọi người nhé. Đi tối đa là bao nhiêu cây ạ? 100 km thì hết điện anh ạ. Tối đa thì nó chỉ đi được khoảng tầm 40 thôi, 40 km một giờ. Xe này đi được 100 km thì hết điện này. Hết sạc đèn xanh. Nếu mà xuống dốc thì nó sẽ có công nghệ là vừa đi vừa sạc. Có thể tự động sạc lại ắc quy luôn. Xe này là xe IAD Odola mọi người nhé. Màu mới ra thị trường đấy ạ. Hôm nay đại lý mình đã xuất xưởng xe này rồi ạ. Xe bền nhất trên thị trường đấy ạ. Năm nay mà xăng đắt thì phụ huynh chọn xe đạp điện cho con đúng là chân ái luôn. Bên kỹ thuật đang hỗ trợ lắp ráp xe ạ. Màu mới siêu xinh luôn. Cửa hàng em có hỗ trợ bán xe đạp điện trả góp mọi người nhé. Trả trước 0 đồng ạ. Không có tiền cũng mua được xe ạ. Full cửa hàng đang hỗ trợ lắp 3 xe một lúc. Xe đạp điện chỉ từ 6 đến 7 triệu mọi người nhé. Lắp mấy con một lúc à Hưng? Tưởng là rủ ba nhà kia nữa mua luôn lúc đi, ship 4 con về một lúc đi. Dạ, cái này hơn 9 triệu chị ạ. Nó cũng phải mấy năm chứ, 3 ngày làm sao được. Cái này là xe học sinh cấp 2. Cấp 2 đi, lớp 6 đi cái này. Lớp 6. Cháu nó lớp 8 hay lớp 9? Cháu lớp 8 lớn rồi, cháu bây giờ mua cái này thì cũng lỡ. Cháu mua hẳn cái này đi thôi. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn em Nghiệp đẹp trai nhé. Nó bảo xe này nhìn nhỉu tính quá. Thế mày không gái rồi nó cũng hỏi.